Mọi người nhìn thấy nè, cái này là mì nha, mì trứng mà không, Ngọc không nhớ là nhãn hiệu gì, nhưng mà mua cũng khá lâu rồi, xong rồi ăn rồi còn dư mấy giục đổ ở ngoài sân, rồi bây giờ không có thấy nó rã ra đó. Mẹ mới lấy lên cho Ngọc coi, thì mọi người phải cẩn thận thiệt là nhiều, tại vì cái này á nó không phải là mì mà nó là cao su. Bây giờ đốt cho mọi người coi nhé, mà đã ăn rồi đó mới ghê chứ. Đây nè. Nó rất là hôi, nó rất là khét luôn. Nó khét y chang như là mùi cao su vậy, y như là mình đốt cao su vậy. Đó, thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Nó nhiều xuống nè. Em cảm ơn tốt thêm này. Đây nè, Trời đất ơi. thấy không? Thấy không? Rất là sợ luôn. Mà mua tại chợ Việt Nam, ở Mỹ này nè, ở Mỹ mà còn như vậy đó. Cho nên là bây giờ mọi người phải cẩn thận khi mà ăn mì nhé. Mì này là nó là mì trứng nó từng vắt á, cho nên là khi mà mọi người mua mì thì phải coi cái là nhãn hiệu gì, mình phải nhớ kiểm tra, nếu mà được thì kiểm tra và đốt cũng coi coi nó phải là cao su hay không. Mà cái này là đúng là 100% là cao su nhé. Trời đất ơi, sợ quá luôn. Mà hồi đó đọc trên mạng người ta nói là cao su này nọ kia, Ngọc đâu có tin. Bây giờ chính mình mới là người đã bị phải cái trường hợp này. Mọi người thật là cẩn thận nha, bây giờ mấy cái hàng này nó quá là ghê luôn đó.